Baogen là một công ty con thuộc tập đoàn Baogen Đài Loan, Trung Quốc. Tập đoàn Baogen hiện nay là nhà sản xuất giày dép thể thao cho các công ty có thương hiệu quốc tế như Nike, Adidas, New Balance, Timberland và Salomon với công suất hơn 300 triệu đôi giày mỗi năm, chiếm khoảng 20% tổng giá trị bán buôn của thị trường giày dép thể thao toàn cầu. Với quy mô sản xuất lớn, Baogen Việt Nam hiện sở hữu hơn 130.000 lao động tại 8 nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Baogen được ví như Samsung trong ngành da giày Việt Nam, là tập đoàn có nhiều công nhân nhất nước, ngang với một khu công nghiệp. Tuy nhiên, mới đây, do tình hình đơn đặt hàng ảnh hưởng kế hoạch sản xuất, công ty và toàn thể công nhân các xưởng thuộc khối sự nghiệp thỏa thuận sắp xếp nghỉ luân phiên. Trong thời gian 3 tháng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, Baogen Việt Nam sẽ cho công nhân luân phiên nghỉ tổng cộng 14 ngày. Các ngày nghỉ của công nhân chủ yếu bố trí vào ngày cuối tuần. Công nhân trong ngày nghỉ luân phiên theo kế hoạch được hưởng lương nghỉ việc 180.000 đồng một ngày. Dự kiến kế hoạch nghỉ luân phiên này sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn công nhân. Trước khi cắt giảm nhân công do kinh doanh gặp khó, hồi đầu năm nay, Baogen cũng thông báo cắt giảm thưởng Tết bằng 70% so với những năm chưa xuất hiện COVID-19 với công nhân ở 8 nhà máy kể trên. Còn ở hiện tại, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chưa có thông báo chính thức về phương án kế hoạch thưởng Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn Baogen Việt Nam sau khi cắt giảm 20.000 nhân sự. Thực tế, tình trạng cắt giảm nhân công đang diễn ra không chỉ ở Baogen. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, có 27 doanh nghiệp tại thành phố phải cắt giảm gần 2.900 lao động đang làm việc vì tái cơ cấu công nghệ, bố trí lại trang thiết bị và ảnh hưởng về kinh tế. Tại công ty cổ phần TKG Taiwan Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, có khoảng 35.000 lao động chuyên gia công giày da. Để không cắt giảm lao động, mỗi tháng doanh nghiệp này phải chấp nhận giảm bớt 2-3 ngày làm việc của người lao động trên một tháng. Trong đó sẽ có một ngày nghỉ phép năm. Những ngày còn lại doanh nghiệp sẽ trả lương tối thiểu dùng cho người lao động. Tại Việt Nam, Taiwan Vina hiện chỉ đứng sau Baogen về quy mô hoạt động trong lĩnh vực giày dép. Hay một doanh nghiệp da giày nước ngoài hoạt động 25 năm ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng cộng 1.800 công nhân như công ty Tỷ Hùng cũng phải cho gần 1.200 công nhân nghỉ việc hồi đầu tháng 11. Phát biểu tại hội nghị về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 19 tháng 11, ông Nguyễn Hồ Thiện Nhân, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trình bày, ngành dệt may hiện gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn này xuất phát từ việc các thị trường xuất khẩu chính của ngành đang cắt giảm đơn hàng. Mặt khác, các doanh nghiệp phải cạnh tranh đơn hàng gay gắt trong bối cảnh khách hàng đưa ra mức giá chỉ bằng khoảng một nửa giá trước đây. Do đó, nhiều đơn vị đã phải cắt giảm lao động, giảm quy mô sản xuất. Những thực tế này phản ánh phần nào khó khăn của ngành da giày khi phải thu nhỏ quy mô vì thị trường suy thoái trong mùa tiêu dùng cuối năm. Nhìn chung, điệp khúc cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng đã được nhìn thấy từ trước trong ngành da giày.